Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta bắt đầu một cái bài liên quan đến tốc độ trung bình, quãng đường thời gian. Nó nằm trong cái chuyên đề về chuyển động cơ học của cái chủ đề lớn là cơ học. Thầy đã chia chi tiết, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm các bài toán tương ứng với cái dạng này. Nhưng trước khi làm các bài toán thì thầy giới thiệu qua chúng ta một chút liên quan đến công thức cũng như là lý thuyết. Trước tiên là các đại lượng có trong công thức đó là quãng đường thời gian. Thì đơn giản rồi, ngay cả lớp 5 khi làm các bài toán liên quan đến chuyển động, liên quan đến vận tốc thì chúng ta đã biết được cái quãng đường và thời gian. Nếu chuyển động là chuyển động đều, tức là đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau, thì chúng ta có cái công thức đầu tiên đó là V bằng S trên T. Trong đó S là quãng đường mà vật đi được, T là thời gian vật đi hết quãng đường đó. Thời gian vật đi hết quãng đường đó không tính thời gian nghỉ nhé, tính thời gian đi trên đường ấy. Đấy. Nhưng mà trên thực tế có phải lúc nào cái xe của chúng ta cũng đi đều hay không? Xe chúng ta không phải lúc nào cũng đi đều được đâu, mà đôi khi hay là nói cách khác là thường xuyên phải thay đổi cái vận tốc, thay đổi cái tốc độ, lúc nhanh một chút, lúc chậm một chút. Cho nên không còn là chuyển động đều được nữa đâu. Tức là vận tốc không thay đổi theo thời gian. Thế thì người ta mới đưa ra cái khái niệm là tốc độ trung bình, tức là nói đến cái bình quân về sự nhanh chậm, đúng không? Người ta đưa ra tốc độ trung bình. V trung bình bằng tổng quãng đường S1 cộng S2 cộng vân vân cộng Sn. Nếu chúng ta chia thành n quãng đường và mỗi quãng đường này đi mất một khoảng thời gian tương ứng là T1, T2, thì công thức chúng ta sẽ có tương ứng như sau. Tốc độ trung bình V trung bình bằng S1 cộng S2 cộng vân vân cộng Sn chia cho tổng các thời gian tương ứng. Và nhớ là thời gian mà xe đi trên các quãng đường đó. Thầy lấy ví dụ như là nếu thầy đi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ thế, đi từ Hà Nội đến Ninh Bình nghỉ một chút, từ Ninh Bình vào Thanh Hóa nghỉ một chút, từ Thanh Hóa vào Huế nghỉ một chút chẳng hạn. Thế thì chúng ta chỉ tính cái thời gian mà đi từ Hà Nội đến Ninh Bình, từ Ninh Bình đến Thanh Hóa, vân vân. Còn thời gian nghỉ bao nhiêu thì chúng ta không thể cộng vào cái thời gian này được đâu. Nhớ đi yếu tố đó cho thầy. Và chúng ta biết là khi đã có công thức này rồi thì chúng ta có thể tính qua lại các đại lượng. Quãng đường đi được là bao nhiêu? Vận tốc thời gian theo cái công thức này. Đấy, thế thì về mặt kiến thức thì nó đơn giản như thế thôi, nhưng bài toán cũng khá là đa dạng. Khá là đa dạng. Thầy lấy luôn ví dụ là bài số 1 như sau. Bài số 1 là như sau. Một ống thép dài 25m, L bằng 25m. Khi một em học sinh dùng búa gõ vào một đầu ống thì em học sinh khác đặt tay ở đầu kia của ống nghe thấy hai tiếng gõ này cách nhau 0,055 giây. Khoảng thời gian giữa hai cái tiếng gõ là 0,055 giây. Câu thứ nhất người ta yêu cầu là giải thích tại sao gõ một tiếng mà lại nghe thấy hai tiếng. Và câu thứ hai là người ta bắt tính tốc độ truyền âm thanh trong thép, biết âm thanh truyền trong không khí là 300, thầy gọi âm thanh truyền trong không khí là 300, V1 bằng 333 mét trên giây. Thì tốc độ truyền âm trong thép thầy gọi là V2 bằng bao nhiêu? Thực ra hai câu này đã giải thích cho nhau, đã gợi ý cho nhau chứ không phải giải thích cho nhau, đã gợi ý cho nhau. Rồi, thế chúng ta thấy này, có một ống thép có độ dài nào đó, và chúng ta biết rằng con người có hai tai.
gõ, lấy búa gõ vào một đầu. Đúng không? Gõ đầu này. Một tay người ghé tay vào đây. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ thấy là cơ chế truyền âm như thế nào. Âm được truyền qua hai môi trường. Môi trường thứ nhất là thông qua thanh thép. Môi trường thứ hai là thông qua không khí. Thông qua không khí. Tai chúng ta nghe từ hai nguồn, hai cách, hai môi trường truyền âm như thế. Cho nên chúng ta nghe được hai âm. Nhưng vì hai âm này nó truyền ở hai môi trường khác nhau với tốc độ khác nhau nên tai ta nghe được hai âm khác nhau. Một âm qua môi trường không khí, một âm qua môi trường thép. Và nếu học vật lý 7 thì chúng ta đã biết là âm truyền trong thép có tốc độ lớn hơn âm truyền trong không khí. Âm truyền trong thép có tốc độ lớn hơn âm truyền trong không khí. Cho nên người ta nghe thấy âm truyền qua thép trước và âm truyền không khí sau. Nhưng vì thanh thép nó đủ dài cho nên hai âm này nó cách nhau ở một cái khoảng thời gian đủ để tai người phân biệt được. Còn nếu mà thanh nó ngắn, ví dụ như là chúng ta chỉ gõ một cái thanh thép dài khoảng 30 phân chẳng hạn, 30cm chẳng hạn, thì rất khó để phân biệt hai âm này. Nhưng khi là gõ ở thanh thép dài 25m thì có thể đủ phân biệt được. Và bây giờ nếu thầy gọi T1 là thời gian truyền trong không khí, T2 là thời gian truyền trong thép, thì rõ ràng T2 sẽ nhỏ hơn T1. Bởi vì tốc độ truyền âm trong thép lớn hơn tốc độ truyền âm trong không khí nên thời gian ở đây là T2 nhỏ hơn T1. Từ đó thầy sẽ có delta T chính bằng T2 à T1 trừ T2 trừ T2. Đúng không? Và ở đây thầy có thể thay như sau, delta T thì biết rồi. Bằng hai con đường truyền thì quãng đường đi được đều như nhau. Quãng đường đều là L chia cho vận tốc tương ứng, L trên V1 trừ L chia cho V2. Từ đây thầy sẽ có là thầy đang cần tính V2 cho nên thầy có L trên V2 bằng gì? L trên V1 trừ delta T. Từ đây chúng ta sẽ có V2 bằng gì? V2 sẽ bằng L chia cho L trên V1 trừ delta T. Và đây thầy chỉ việc thay số thôi. L bằng 25 chia cho 333 trừ 0,0555. Thì chỗ này không biết xấp xỉ hay là bằng, thì thầy sẽ lấy máy tính thầy tính. Thầy tính ở mẫu trước, 25 chia cho 333 trừ đi 0,055. Rồi, sau đó thầy lấy sẽ 25 chia cho kết quả xấp xỉ là 1245 mét trên giây. Thế thì tốc độ truyền âm trong cái thanh thép trong trường hợp này là 1245 mét trên giây. Đấy, thế thì bài này chúng ta cũng có thể dễ dàng làm được. Đây là bài đơn giản đầu tiên liên quan đến vận tốc và liên quan đến thời gian. Chúng ta phải hình dung thêm cái bản chất vật lý của hiện tượng này là gì nữa. Chúng ta thử tiếp tục với bài số 2 xem có gì đặc sắc. Bài 2 của thầy như sau. Cũng vẫn là bài dễ. Cứ làm bài dễ đã. Lúc 7 giờ sáng, một mô tô đi từ Sài Gòn đến Biên Hòa cách nhau 30km. Lúc 7 giờ 20 phút, mô tô còn cách Biên Hòa là 10km. A. Tìm vận tốc của ô tô, của mô tô. B. Nếu mô tô đi liên tục không nghỉ thì sẽ đến Biên Hòa lúc mấy giờ? Được chưa? Thế thì phải tóm tắt. Nếu mà tóm tắt chúng ta hình dung hiện tượng nó khó thì nên vẽ cái hình ra.
Từ gì nhỉ? Từ Sài Gòn. Sài Gòn đến Biên Hòa. Biên Hòa cách nhau là 30 km. Và xuất phát từ Sài Gòn lúc 7 giờ. Và sau đến một khoảng thời gian nào đó, sau thời gian đến 7 giờ 20 thì anh này đang cách Biên Hòa là 10 km. Đấy. Thế thực tế là người này đã đi được quãng đường bao nhiêu? Là 20 km. Đúng không nhỉ? Thì thầy cứ gọi cái khoảng cách này, quãng đường đi được này là S1. Thì thầy sẽ có S1 bằng 30 trừ 10 bằng 20 km. Cái thời gian đi được này thầy gọi là T1. Thì T1 bằng gì? T1 sẽ bằng 7 giờ 20 à? Không phải. Và nhớ T là thời gian chứ không phải là thời điểm. 7 giờ 20 là thời điểm. Thế thì đi từ đây lúc 7 giờ đến đây lúc 7 giờ 20 tức là thời gian đi là 20 phút. 20 phút tức là 1/3 giờ. Đấy. Thế thì có tính được vận tốc không? Quá dễ dàng, cơ bản. Vận tốc sẽ bằng S1 trên T1 bằng 20 chia cho 1/3 bằng 60 km/h. Đấy. Thế tiếp tục người ta bảo là nếu người này tiếp tục đi mà không nghỉ, đi liên tục thì sẽ đến Biên Hòa lúc mấy giờ? Thì thầy cần phải tính cái thời gian đi từ vị trí A này đến Biên Hòa. Đúng không? Thế quãng đường S2 chính bằng 10 km. Tất nhiên là người ta coi là chuyển động đều, đúng không? Không nói gì nó chuyển động đều bởi vì đi liên tục và đi với tốc độ đó. Nhưng để bài toán chính xác, người ta phải nói là coi chuyển động của mô tô này là chuyển động đều, đúng không? Thì khi đó cái khoảng thời gian T2, T2 đi từ điểm A đến Biên Hòa thì sẽ bằng S2 chia cho V bằng bao nhiêu? Bằng 10 chia cho 60 bằng 1/6 giờ. 1/6 giờ thì sẽ bằng 10 phút. Vậy cái thời gian, cái thời điểm, thời gian đi được là 10 phút. Thời điểm lúc mấy giờ ấy? Mấy giờ là thời điểm? Thời điểm đến Biên Hòa là 7 giờ 20 cộng thêm 10 phút nữa. 7 giờ 20 phút cộng 10 phút tức là bằng 7 giờ 30 phút. Thế thì đến bài này chúng ta phải hình dung cho thầy thời gian và thời điểm. Thời gian đi được lấy hai thời điểm ở hai vị trí trừ đi nhau. 11 giờ, 9 giờ, 8 giờ đấy là thời điểm. Còn thời gian từ 7 giờ 20 đến 8 giờ chẳng hạn là 40 phút, đấy là thời gian. Còn từng cái thời điểm khác nhau là mấy giờ đấy? Chúng ta phải lưu ý. Và cái biểu thức có liên quan đến T thì T trong đó là thời gian chứ không phải là thời điểm. Hết sức lưu ý chỗ đó cho thầy thì chúng ta mới có thể làm được các bài toán khó. Và đến đây lại nhớ thêm một điều cho thầy nữa là nếu không hình dung hiện tượng bằng đầu được, tưởng tượng được thì chúng ta nên vẽ hình ra thì việc hình dung bài toán trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục các bài toán khó hơn. Thầy tiếp tục bài 3 như sau. Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 100 m. Trong 25 m đầu người ấy đi hết 10 giây. Quãng đường còn lại đi hết 15 giây. Tính tốc độ trung bình ứng với từng đoạn dốc và cả dốc. Đây, đi một cái dốc chẳng biết nó dốc như thế nào. Nhưng đoạn đầu là 25 m. Thầy gọi là S1. Thế thì đoạn sau chắc chắn là S2 bằng bao nhiêu mét? Tổng là 100 m, là 75 m. Thời gian đầu, đoạn đường đầu T1 bằng 10 giây.
T2 bằng 15 giây. Thế thì bài này đâu có khó. Áp dụng công thức thôi. Tốc độ trung bình trên từng đoạn đường nhỏ và trên toàn bộ cái dốc. Trên từng đoạn đường nhỏ thì V1 sẽ bằng S1 trên T1 bằng 25 chia 10 bằng 2,5 mét trên giây. V2 là quãng đường sau là 7 S2 trên T2 sẽ bằng 75 chia cho 15 bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 5 đúng không? Bằng 5 mét trên giây. Đây là tốc độ trung bình trên từng đoạn đường. Đó. Thế tốc độ trung bình trên quả cả cái dốc này thì rất nhiều bạn lấy là V1 cộng V2 trên 2. Đấy là trung bình cộng của vận tốc chứ không phải tốc độ trung bình. Tốc độ trung bình phải là trên cả toàn đường dốc, toàn cái quãng đường là S1 cộng S2 chia cho T1 cộng T2. Đúng nhỉ? S1 cộng S2 tức là toàn bộ dốc 100m. T1 cộng T2 tức là 10 cộng 15. Tức bằng 25. 100 chia 25 bằng 4 mét trên giây. Tốc độ trung bình trên cả dốc là 4 mét trên giây. Nhưng nếu chúng ta lấy 2,5 cộng 5 chia 2 là 7,5 chia 2 là 3,75 gì đó. 7,25 đúng không? Thì chắc chắn nó không phải là 4 rồi. Là sai. Trung bình cộng vận tốc và tốc độ trung bình là khác nhau. Cho nên chúng ta hết sức lưu ý chỗ này. Từ đó chúng ta sẽ có cơ sở để làm cái bài số 4. Bài số 4 như sau. Bài số 4 như sau. Một ô tô vượt qua một đoạn đường dốc gồm 2 đoạn. Vượt qua đoạn đường dốc gồm 2 đoạn nhỏ. Lên dốc và xuống dốc. Biết thời gian lên dốc bằng nửa thời gian xuống dốc và vận tốc trung bình khi xuống dốc gấp 2 lần vận tốc trung bình khi lên dốc. Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường dốc của ô tô. Biết vận tốc trung bình khi lên dốc là 30 km/h. Đây, vẽ cái hình ra thì dễ hình dung ngay. Lên dốc với vận tốc trung bình là V1 bằng bao nhiêu? Biết vận tốc trung bình khi lên dốc là 30 km/h. Đấy. Và thời gian thì gọi là T1. Anh này thầy gọi tốc độ là V2, thời gian là T2. Rồi, thầy chưa biết quãng đường mà người ta lại hỏi là gì? Tính tốc độ trung bình trên cả đoạn đường dốc của ô tô. Và cái quãng đường đi được chỗ này thầy gọi là S1. Quãng đường đi được trong dốc 2 thì gọi là S2. Thì về nguyên tắc tính tốc độ trung bình thì sẽ bằng S1 cộng S2 chia cho T1 cộng T2. Nếu mà không hình dung được, tốt nhất vẽ hình ra tóm tắt, sau đó cứ lần dần. Ở đây chỉ có mỗi một thông tin là theo V1 thì chắc chắn sau này chúng ta phải tính theo V1, đúng không? Còn đọc xong mà hình dung công thức nào nhỉ, mà sau đấy mỗi dữ kiện làm sao mà ra được thì không bao giờ các em làm được đâu, đúng không? Thế bây giờ lại thêm thông tin này. Thời gian lên dốc bằng phân nửa thời gian xuống dốc, tức là bằng một nửa thời gian xuống dốc. Thời gian lên dốc đây bằng nửa thời gian xuống dốc. Thời gian lên dốc bằng nửa thời gian xuống dốc. Cái này là hết sức bình thường nha, bởi vì là độ dài khác nhau dẫn đến thời gian khác nhau. Thời gian lên dốc là T1 bằng một nửa thời gian xuống dốc. T1 bằng 1/2 T2, tức là T2 bằng 2 lần T1. Đấy. Tiếp tục. Vận tốc trung bình khi xuống dốc gấp 2 lần vận tốc trung bình khi lên dốc. Vận tốc trung bình khi xuống dốc thì gọi là V2, gấp 2 lần vận tốc trung bình khi lên dốc. Đấy. Thế bây giờ chúng ta giải tiếp như thế nào? Phải tính theo V1. Thế thì S1 bằng gì?
bằng V1 nhân T1. Rồi. S2 bằng V2 nhân T2. Đúng chưa? V2 thì thầy thay bằng 2V1. T2 thầy thay bằng 2T1. Tức là chỗ này bằng 4V1 nhân T1. Rồi, từ đó thầy thay vào cái công thức V trung bình bằng S1 cộng S2. S1 là V1 nhân T1 cộng S2 là 4V1 nhân T1 chia T1 cộng T2. T1 giữ nguyên, T2 thì bằng 2 lần T1. Thầy rút gọn T1 đi, thế thì nó sẽ là 5V1 chia cho mấy? Chỉ cho 3. Thế thì V trung bình sẽ bằng 5/3V1. Đấy, biến đổi một lúc thì chắc chắn nó chỉ ra cái đại lượng cần tìm theo cái đại lượng đầu bài cho. Thay số thì thầy sẽ có V trung bình trên toàn bộ đoạn dốc bằng 5/3 nhân 30 thì sẽ bằng 50 km/h. Thế thì tốc độ trung bình trên toàn dốc là 50 km/h. Đây là kết quả cuối cùng. Thế thì cứ tóm tắt đi, áp dụng kiến thức cơ bản thì chắc chắn sẽ ra. Và thầy sẽ cùng chúng ta bước vào một bài nữa, đó là bài số 5. Bài số 5 liên quan đến một chuyển động. Thì cho một chuyển động, người ta đi nửa quãng đường đầu với tốc độ là 18 km/h. 12 cho nó dễ. Đi nửa đoạn đường đầu với tốc độ 12 km/h. Đi nửa đoạn đường sau với tốc độ V2 nào đó. Cho tốc độ trung bình trong cả quãng đường là 8 km/h. Hãy tính tốc độ V2. Chúng ta tưởng tượng như thế này. Nửa quãng đường đầu nhé. Đấy. Nửa quãng đường đầu tức là S1 bằng S/2, đúng không? Thì có vận tốc V1 bằng 12 km/h. Nửa quãng đường sau S2 bằng S/2 với vận tốc V2 bằng hỏi chấm. Cho tốc độ trung bình trong cả quãng đường là 8 km/h. Đấy, hãy tính V2. Bài này sẽ trở nên đơn giản nếu chúng ta tóm tắt được như thế này. Không phải là V trung bình bằng V1 cộng V2/2 suy ra V2, mà chúng ta phải biết được là tốc độ trung bình khi này sẽ bằng S1 cộng S2, tức là S chia cho T1 cộng T2. Đấy, T1 cộng T2. T1 thì bằng S1 chia cho V1, đúng không? T1 bằng S1 chia V1 bằng S chia cho 2V1, đúng không? Tương tự như thế, thầy có T2 bằng S chia cho 2V2. Từ hai điều này thầy thay vào biểu thức tốc độ trung bình thì thầy sẽ có tốc độ trung bình bằng S chia cho S2V1 cộng S2V2. Chỗ này sẽ bằng gì? S rút gọn S thì thầy sẽ quy đồng, đúng là 4 quy đồng tức là 2V1V2 thì ở dưới sẽ là V1 cộng với V2, đúng nhỉ? Từ đó thầy có thể tính được bằng cách thay số vào. Thay số thì thầy sẽ có 8 bằng bao nhiêu? 2V1V2 2 nhân với 12V2 chia cho V1 là 12 cộng V2. Từ đây thầy sẽ giải được ra 8 nhân với 12, 96 cộng 8V2 bằng
12 là 24. Về 2. Lẽ ra rút gọn thì nó nhanh hơn đúng không? Chia 2 vế cho 8 thì nhanh hơn, nhưng thôi kệ đó. Thầy đã viết như thế này rồi thì thầy chuyển vế. Là 16 vế 2 bằng 96. Từ đây sẽ có vế 2 bằng 96 chia 16. Chia cả tử chia 96 rút gọn 16 thì sẽ bằng 6 đúng không? 6 km/h. Đấy. Vẫn sử dụng công thức tính tốc độ trung bình. Bây giờ bài toán sẽ khác đi nếu chúng ta thay đổi thông tin. Ví dụ là nửa thời gian đầu đi với vận tốc bao nhiêu đấy? Nửa thời gian sau đi với vận tốc V2. Hãy tính tốc độ trung bình trên toàn bộ quãng đường. Thầy có thể lấy bài 5 phẩy là gì? Cho một vật chuyển động trên quãng đường dài, trên hai giai đoạn, nửa thời gian đầu đi với vận tốc V1, nửa thời gian sau đi với vận tốc V2. Hãy tính tốc độ trung bình trên toàn bộ quãng đường. Các em hãy đặt bút và tính. Có lẽ hôm nay thầy giới thiệu chúng ta 5 bài rất cơ bản về việc tính tốc độ trung bình quãng đường và thời gian. Nó bắt nguồn cho những cái bài toán khó hơn, những dạng khó hơn ở các bài giảng tiếp theo. Hy vọng rằng hiểu đúng bản chất thì làm bài toán sẽ chính xác. Chúc các em thành công. Buổi học chúng ta đến đây là kết thúc.